Vâng, xin chào bác với kia xe ạ. Bác mang giới thiệu bác một mẫu xe địa hình thương hiệu Thụy Sĩ BMC model Virus 01. Và đây là một cái mẫu đầu tiên về bên cửa bên em. Cái model là xe mountain bike tầm MTC thương hiệu đến từ Thụy Sĩ với tông màu phôi bạc. Rất là khỏe xe. Và bây giờ xin mời anh có thể giới thiệu xe. Vâng, trên khung hình góc đây là cái mẫu BMC model Virus 01 bên em mới về. Những các bác đạp xe lâu năm thì đây cũng là một trong các thương hiệu nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao đến từ Thụy Sĩ BMC model Virus 01 với cái bộ khung làm từ hợp kim nhôm 7005, hợp kim nhôm cao cấp siêu nhẹ với cái tông màu là màu nhũ bạc. Đây là cái tông màu phôi của màu nhôm, rất là khỏe xe. Đằng sau xe thì cũng có gắp ba ga, chỗ thắng chật chờ có gắp ba ga đằng sau, đằng trước và đằng sau đều có chỗ chờ. Xe đến từ thương hiệu Thụy Sĩ rất là nổi tiếng, cái dòng model BMC. Các bác có thể tìm hiểu lên trên mạng dòng mountain bike của BMC, nó ra xuất xứ của xe model là Virus 01. Tổng thể xe đánh giá là tầm 80-85% xe. Đây là một mẫu xe địa hình BMC cao cấp của Thụy Sĩ, của Phúc Y Đông là đi bơi, cũng là thương hiệu nổi tiếng về dòng xe linh phụ kiện xe đạp thể thao, cũng có tông màu sáng màu chrome. Đây là cái xe chiếc xe đầu tiên về bên em mẫu BMC. Xe trang bị với cấu hình tay bấm xả chính hãng của Shimano Ali Vivo, và cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của bản thân xe. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano Alivio, cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực. Và đặc biệt trên xe được sử dụng với khóa hành trình giảm tốc trên tay. Đây, thường các bác thấy những dòng xe cao cấp được sử dụng với khóa hành trình trên tay. Cụm phanh dầu XCR và đằng trước xe cũng có lỗ chờ, bác vẫn lắp ba cái ba ga. Và cho bác thích đi những cung đường phượt leo núi địa hình để đồ đạc trên xe rất tiện lợi. Vành nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản theo xe, may bạc đạn CMC Precision, tông màu trắng xanh rất là nổi bật, lớp maxim, kích thước nó 26 x 2.1, dành cho những bác ưa thích những cái dòng xe đạp hiệu tên tuổi Thụy Sĩ BMC model Virus 01, ốc yên nhôm, yên VKTB, yên chuyên ngành cho xe đạp thể thao dòng địa hình, cũng là yên hiệu hình đầu con chó sói. Bồi đĩa Shimano, đạp đĩa Shimano DOD, bồi đĩa Shimano trang bị 3 tầng đĩa. Xe trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano Acera, một đằng sau của đề Acera, may bạc đạn cối nổ trước và sau đứng đẳng theo xe. Dòng xe địa hình đến từ Thụy Sĩ bên nhau mới về em xin model Virus 01. Đây là một thương hiệu xe thể thao nổi tiếng.
được trang bị với cặp mai hương cuối đổ tông màu bạc vũ bạc đó nhá. Và bây giờ chúng ta chỉ còn đứng của khung xe. Vòng chiều cao đứng của khung xe đô là size 45, còn size S thì hợp các bác ở mét 6, mét 1, mét 7. Mai hương cuối đổ rất là bon xe nhá. Bây giờ xin mời giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 9 tầng lip. Lên lip. Rất là bon và trơn tru và mượt mà nhá. Đúng lip. Bên phải em trang bị với đùi đĩa Shimano 3 tầng đĩa, đặt đĩa LED. Đúng đĩa. Lên đĩa. Với tông màu rất là khỏe, tông màu nhũ bạc. Đây là cái màu tôi của nhôm, rất là sáng xe. Được trang bị với cặp phanh rất là nổi bật, là màu trắng. Xin chúc mừng các bác đây, màu trắng xanh. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike thương hiệu Thụy Sĩ BMC model Virus 01 và xe đã tốt bên em là 5.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào quan tâm đến đây, em qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm trên trang nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một hẹn gặp lại ngày mai.